Kính chào quý vị. Quý vị hãy theo dõi hai cặp đấu của đêm nay, bởi vì đêm nay có thể sẽ là đêm cuối cùng chúng ta được thấy Luka Modric được thi đấu trong một giải đấu lớn. Và nếu quý vị hy vọng vào điều ngược lại thì điều đó có thể đồng nghĩa với việc là đương kim vô địch Italia sẽ bị loại ngay từ vòng bảng, chỉ là có thể thôi nhé. Và đêm nay có lẽ sẽ là một đêm của sự lựa chọn. Nhiều nhà sẽ xem hai trận đấu trên một chiếc TV, bởi vì TV bây giờ có thể làm điều đó. Nhưng cũng có thể sẽ có những nhà xem một trận đấu Italia gặp Croatia trên hai chiếc TV khác nhau, bởi vì hai người mỗi người thích một độ. Vâng, thưa quý vị, còn nhiều chủ đề khác thú vị trong chương trình bình luận trước trận đấu ngày hôm nay. Nhưng trước tiên hãy để tôi giới thiệu những vị khách mời có mặt trong trường quay vào lúc này. Chuyên gia bóng đá, cựu cầu thủ Phạm Như Thuần, bình luận viên Biên Cương, người đã thực hiện rất nhiều trận đấu lớn của mùa giải năm nay. Và bên cạnh anh là bình luận viên Tuấn Đức. Hôm nay mới là trận đấu đầu tiên của anh tại Euro. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Tuấn Đức, cảm xúc của anh như thế nào khi bây giờ mới bắt đầu công việc tại Euro? Vâng, thực ra là tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi với anh em một chút khi mà mọi người đã phải chiến đấu trong một nửa quãng đường của vòng bảng rồi. Còn tôi thì bây giờ tôi mới bắt đầu lâm trận, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng để có thể cháy cùng với lại các anh em bình luận viên trong cái chặng đường còn lại của Euro năm nay. Và tôi nghĩ rằng những cái phần hay nhất vẫn còn đang ở phía trước. Đúng, anh nói câu cuối cùng cực kỳ chuẩn. Nhưng những nhiều phần hay đã diễn ra rồi. Nhưng có một cái hay ấy, để tôi có thể bắt đầu vào chủ đề chương trình ngày hôm nay, đó là những điều ấn tượng, những chuyện lạ của Euro năm nay cho tới thời điểm này. Xin lỗi quý vị khán giả là chúng tôi sẽ bắt đầu bằng câu chuyện bên lề trước, sau đấy mình sẽ bàn về chuyên môn sau, sẽ có nhiều chuyện hấp dẫn. Thì anh Tuấn Đức là một người đã theo, vì những công việc riêng của mình, anh đã theo dõi Euro với tư cách một khán giả trong những ngày qua. Anh cảm thấy điều gì là lạ nhất, thú vị nhất ở Euro năm nay? Thực ra thì tôi nghĩ rằng Euro năm nay hay những giải đấu trước thì nó đều có những câu chuyện riêng rất là hay, những câu chuyện bên lề, bên cạnh những trận đấu. Chúng ta thấy có thể thấy những cái hình ảnh rất là hay, như là rất nhiều cổ động viên có thể vào sân để chụp ảnh cùng với Cristiano Ronaldo. Không phải có thể mà là họ đã vào sân, gọi là invader trong tiếng Anh. Và ý tôi tức là đó là một trong những hình ảnh mà rất là ấn tượng. Xâm nhập trái phép đấy. Một cái cầu thủ đang ở cái giai đoạn cuối của sự nghiệp rồi, nhưng mà anh ấy vẫn còn có cái sức hút rất là lớn với lại những cái cổ động viên. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái hình ảnh ấn tượng mà đây chúng ta đang được theo dõi các fan rất là hâm mộ Ronaldo. Và chúng ta thấy rằng mặc dù Ronaldo bây giờ không còn là cái thời kỳ đỉnh cao nữa, nhưng sức hút của anh ấy vẫn còn rất là lớn. Tôi nghĩ đó là một trong những cái câu chuyện rất đáng chú ý của Euro năm nay. Thực ra đó là một câu chuyện rất thời sự vào lúc này, bởi vì điều đó mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Trong một trận đấu tại Euro, khi đang nói về chuyện lạ, trong một trận đấu tại Euro mà có 7 vụ xâm nhập trái phép vào sân để cố gắng chụp một bức ảnh với thần tượng của mình. Chưa bao giờ xảy ra cả, anh Thuần. Trong sự nghiệp anh đã bao giờ có ai đó nhảy xuống từ trên khán đài và đòi chụp ảnh với selfie? Thời của chúng ta làm gì có chuyện đó, đúng không? Không thể so sánh với Ronaldo được. Nhưng rõ ràng mà nói thì Ronaldo, cho dù anh ta 39 tuổi, nhưng sức hút vẫn đang còn vô cùng lớn. Và người ta xâm nhập vào sân trái phép để chụp được với Ronaldo một bức hình thôi. Và bức hình đó đôi khi nó lại nổi tiếng trên khắp thế giới. Và ngày hôm qua tôi đã xem lại thì cậu bé đó phải là người vô cùng hạnh phúc ở trên thế giới. Vì anh ta đã có, cậu bé đó đã có được một bức hình với Ronaldo một cách rất là trọn vẹn. Bởi vì hai điều, điều đầu tiên là Ronaldo gần như là tự nguyện để chụp bức hình đó, rất hào hứng, cười rất tươi. Và sau đó thì đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo đã giành chiến thắng. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái trong những cái ký ức trọn vẹn của cậu bé, cũng như là Ronaldo cũng đã cho mọi người thấy rằng là anh ta đang vì tập thể đội tuyển Bồ Đào Nha, và thậm chí cả vì vòng chung kết Euro nữa. Nếu như một người bình thường mà xâm nhập, tức là nếu anh Khánh cũng với mọi người nhớ rằng là trên thế giới có rất nhiều cảnh xâm nhập vào sân vận động và thậm chí là đánh cầu thủ mà mình không thích, và sau đó nó bị nhân viên đuổi theo và thậm chí xoạc ở trên sân. Nhưng ngày hôm qua thì là chỉ đuổi theo cậu bé, và sau khi đến gần cậu bé rồi thì một động tác tôi cho rằng không rất là nhẹ nhàng. Vâng, đúng rồi. Vẫn rất là nhẹ nhàng, gần như là chỉ khoác vai và đưa cậu bé ra vị trí an toàn. Đó là một hành động tuyệt vời. Anh Cương nghĩ thế nào, góc nhìn của anh thế này? Anh Thuần thì có vẻ khá là hào hứng với việc đó, anh nghĩ thế nào? Tôi thì thứ nhất là nhìn cái hình ảnh vừa rồi thì tôi thấy là vâng, chúng ta đã tìm thấy những nhà vô địch điển kinh trong tương lai qua những cái lần chạy vào sân như vậy, qua cái hình ảnh cậu bé như vậy. Nhưng mà tôi cũng thấy anh Thuần có một cái góc chạm rất là đúng. Đấy là thực ra để các nhân viên an ninh họ
vào đấy chỉ có ý rằng bạn không được ở đây, cháu không được ở đây thôi, chứ họ không có ý đuổi để cản cái cậu bé đấy. Bởi vì thực ra thì mọi việc cũng đã rồi. Hôm đấy thì tôi có bình luận trận này. Tất nhiên là những hình ảnh trên sóng thì UEFA Euro bao giờ họ cũng giữ cho sạch sẽ nhất, không có được những hình ảnh từ cái fan cam như vừa rồi. Nhưng hôm đấy thì tôi có nói vui một câu, đấy là gì, ngày hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ đã thủng lưới một bàn, họ đã phản lưới, và hôm nay thì hệ thống an ninh của sân đấu lại tiếp tục thất thủ. Và tôi cho rằng ở một góc độ nào đấy thì như vậy cũng là không ổn lắm. Tất nhiên về câu chuyện Ronaldo thì chúng ta không bàn. Tôi nghĩ rằng ở một người ở tuổi 39 như Ronaldo, anh ấy biết phải làm gì. Anh ấy đang giữ hình ảnh rất là đẹp cho mình. Động tác truyền của anh ấy cho Bruno cũng là một hình ảnh rất đẹp của một cầu thủ. Nói gì thì nói cũng không còn có thể ghi bàn như trước đây nữa. Và Ronaldo làm như thế là đúng rồi. Tuy nhiên câu chuyện ở đây về công tác tổ chức thì cũng rất là đáng nói. Và tôi có nói vui là một hình ảnh thất thủ như vậy. Nhưng bây giờ bàn dài một chút về câu chuyện những cầu thủ vào sân, xin lỗi, những cổ động viên quá khích vào sân chụp ảnh. Thì chúng ta nhớ lại trận chung kết Champions League, đã có những anh chàng vào sân để nhận một mức thưởng hậu hĩnh mà một anh chàng YouTuber hay là một anh chàng rất là nổi tiếng trên mạng xã hội nào đấy đã treo thưởng lên tới cả vài tỷ đồng Việt Nam. Tức đó. là bây giờ chuyện lọt vào sân không phải ngày xưa là ôm, chỉ là ôm, để thích thôi. Ôm không, bây giờ cũng có thể là thích, nhưng ngày xưa là ôm, nhưng bây giờ có máy ảnh để chụp lại bức ảnh và sau đấy là viral. Vâng. Và bây giờ có cả chuyện vào sân để quảng cáo một cái gì đó, và chúng ta đều biết chuyện đấy đã xảy ra rồi. Đúng rồi. Đúng không? Và chung kết Champions League. Và hôm qua anh Thuần cũng biết rằng trong 7 người mà lọt vào sân cố gắng để chụp ảnh hoặc làm gì đó với cả Ronaldo thì có cả những người lớn, và đối với cả người lớn thì Ronaldo một thái độ là hoàn toàn khác. Anh gạt tay ngay lập tức khỏi cổ của mình và không đồng ý với cả cái việc đấy. Ở đây cũng xin chia sẻ một vài góc nhìn khác với tất cả mọi người. Ví dụ như là Athletics thì bình luận là anh ấy là người giỏi nhất thế giới, mỗi trận đấu đi theo anh ấy là cả một gánh xiếc, nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn của nó. Ông Roberto Martinez, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha thì nói rằng là đây không phải là điều các bạn nên làm. May là mấy người vào sân ngày hôm nay đều có dụng ý tốt. Còn người UEFA, đây là góc nhìn mà anh Cương cũng nhìn thấy và tôi cũng nhìn thấy. Nước Đức là nổi tiếng vì quản lý ở các trận đấu bóng đá là cực kỳ kỷ luật luôn, và điều đấy đã xảy ra quá nhiều lần ở Euro năm nay. Người phát ngôn của UEFA nói rằng là sẽ có thêm biện pháp vì an toàn là trên hết mà, nhưng vì lý do an ninh không thể nói thêm được về cái chủ đề này. Nhưng rõ ràng là mọi người, bây giờ nếu tôi là fan của đối nghịch của Ronaldo hoặc là đội của đúng, tôi sẽ gặp. Bây giờ bất cứ một điều gì cũng có thể xảy ra. Quần vợt đã có rồi. Đúng. Thực ra thì câu chuyện là chính đồng đội của Ronaldo, Goncalo Ramos chả được vào sân phút nào, chả được gây chú ý nào, cuối cùng lại bị nhân viên an ninh quét qua và anh ta đã ngã chổng vó lên. Thì đấy cũng là một điều thực sự là cũng đâu có hay ho gì, đúng không? Và tất nhiên đấy cũng là điều mà Ronaldo không hề mong muốn. Tôi nghĩ rằng đúng như anh Khánh đã nói, đây là câu chuyện mà chắc chắn là ban tổ chức của UEFA Euro họ sẽ làm rất là chặt trong thời gian tới. Với tôi thì tôi lại nhìn cái góc độ câu chuyện này với một cái góc nhìn là tôi đánh giá cái hiện tượng của Ronaldo, vì tôi không phải là một fan hâm mộ của Ronaldo, nhưng mà từ cái buổi tập của đội tuyển Bồ Đào Nha chúng ta đã thấy là cổ động viên đến đông như thế nào, vé bán rất là đắt. Đúng là như vậy, và lúc đầu tôi thấy rất là ngạc nhiên vì là tại sao Ronaldo, một cầu thủ ở sườn dốc của sự nghiệp của mình rồi, đến Ả Rập báo chơi bóng rồi, nhưng mà tại sao sức hút của anh ấy vẫn còn lớn đến như vậy. Thì tôi mới giải thích hiện tượng đó, thì tới quan điểm của tôi nghĩ rằng Ronaldo với giới trẻ vẫn là một cái hình mẫu thực sự rất là lý tưởng, một cái hình mẫu từ một cầu thủ mà vươn lên từ những hoàn cảnh khó khăn để bây giờ anh có cái cuộc sống mà tất cả mọi người đàn ông đều mơ ước được như anh ấy. Sự nổi tiếng, tiền bạc và những cô gái đẹp xung quanh và tất cả mọi thứ đối với anh ấy, tôi nghĩ rằng là một cái hình mẫu mà mơ ước của giới trẻ. Vâng. Nhưng hôm nay như cứ xây dựng mãi hình mẫu như vậy, tôi nghĩ cũng có thể đến một ngày UEFA sẽ nói rằng Ronaldo có anh, các trận đấu lượng view tốt hơn rất là nhiều, rating tốt hơn, các nhà tài trợ nhiều hơn và sức hút của chúng tôi lớn hơn, nhưng mà nếu cứ như thế này thì nếu có thể anh không thi đấu được không? Bởi vì thực sự nó sẽ tạo nên một cái gì đấy nó rất là khủng khiếp, và tôi nghĩ rằng là đúng như những quan chức của UEFA họ đã nói, tất cả đều sẽ có giới hạn, và tôi không cho rằng những trận đấu tiếp theo của đội tuyển Bồ Đào Nha có một cổ động viên nào có thể xuống sân đâu. Chúng ta hãy chờ xem UEFA đã nói như thế, và chúng ta hãy chờ xem còn điều gì xảy ra không. Rất là thú vị khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay để nói về điều tuyệt vời của Ronaldo, và hôm nay là sinh nhật của Messi. Messi vẫn đang tỏa sáng ở Copa America. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề thứ hai. Thực ra là cũng là chủ đề đầu tiên, những chuyện lạ ở Euro, nhưng ngày hôm nay lại đặt ra cho mọi người một chủ đề nữa để chúng ta có thể nói. Một cái ý rất là hay, ngày hôm nay trên báo Đức đưa ra một thông tin và tất cả các báo Italia và các báo liên quan của bảng đấu đều chia sẻ lại. Đấy là Lamine Yamal sẽ không được thi đấu quá 11 giờ theo luật của Đức. Bởi vì lao động trẻ em dưới 17 tuổi không được phép lao động
quá 8 giờ tối. Nhưng riêng với các sự kiện thể thao được ưu tiên hơn, được thi đấu đến 11 giờ. Nhưng nếu đội tuyển Tây Ban Nha ra sân sẽ phải nộp phạt 30.000 euro. Và chúng ta chờ xem Lamine Yamal có được đá ngày hôm nay không. Còn chủ đề đó dành cho các bình luận viên của chúng ta. Thú vị đúng không anh Thuấn? Đây là lao động chứ không phải là vui chơi. Đúng, kiếm quá nhiều tiền. Vui chơi lại là một câu chuyện khác. Bóng đá bây giờ nó không phải là vui chơi nữa rồi. Lamine Yamal lao động quá giờ quy định và đó là phạm pháp. Mà lại còn vất vả, lao động vất vả, kiếm nhiều tiền. Phạm pháp ở nước Đức. Và tôi nghĩ rằng là nếu như cậu bé này lao động mà mang lại vinh quang cho tổ quốc thì cái việc mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chịu nộp phạt là lẽ đương nhiên và họ coi đó là việc bình thường. 30.000 euro. Và họ muốn điều làm được điều đó. Hãy xem anh Đức nói gì về điều này. Anh Đức, quan điểm của anh ra sao? Hôm nay anh có cho Lamine Yamal ra sân hay không? Với tôi thì cái việc đội tuyển Tây Ban Nha và ở đây cụ thể là ông La Fuente sử dụng một cầu thủ mới 16 tuổi, tôi nghĩ rằng với góc nhìn như vậy thì đây không chỉ là một anh ấy đang làm việc mà đây còn là một hành động bóc lột với bóc lột trong ngoặc kép trẻ vị thành niên, bóc lột trong ngoặc kép bởi vì sử dụng quá nhiều lần và mang lại quá nhiều nguồn lợi luôn. Vắt mồ hôi, chúng ta gọi là vắt mồ hôi. Tôi thì cho rằng tất nhiên là tôi tin là hôm nay thì Yamal không ra sân, không phải là vì sợ bị nộp phạt, mà tôi tin là nếu như có phải nộp phạt và đặc biệt là những trận đấu vòng knockout thì mỗi một người Tây Ban Nha chắc chắn là họ cũng không ngại để bỏ ra một đô la hoặc là một euro để sẵn sàng nộp phạt và được thấy thần tượng của họ, ngôi sao niềm cảm hứng của họ, cậu bé vàng của họ được ra sân. 32.000 đô la Mỹ quá là rẻ so với việc được chứng kiến một ngôi sao như vậy thì đâu. Không vấn đề gì đâu ạ. Không có vấn đề gì. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang một câu chuyện khác, một bức ảnh khác cũng được quan tâm trong ngày hôm nay. Trong một không khí cực kỳ căng thẳng với đội tuyển Anh và đặc biệt là đối với Phil Foden, người đã thi đấu không được tốt lắm, hoặc là anh ta, phong độ của anh ta như thế, hoặc là anh ta không đá đúng vị trí của mình, không có những vệ tinh xung quanh. Nhưng anh ta đã có một thành công lớn tại khu huấn luyện của đội tuyển Anh mà thật là khó tin luôn. Anh ta đã câu được một con cá khổng lồ và báo Anh chia sẻ bức ảnh này. Mọi người nghĩ sao trong không khí của đội tuyển, ở khu huấn luyện của đội tuyển Anh? Đây là báo Anh chia sẻ, đây là nguồn của nước ngoài thôi. Tôi còn cái ảnh này là ảnh cũ để mọi người nói về việc là Phil Foden là người cực kỳ thích câu cá. Sở thích của anh ta là như vậy. Có lẽ là việc mà các cầu thủ thư giãn sau một trận đấu là một việc mà các đội bóng vẫn thường làm. Họ có thể là đạp xe, họ có thể là bơi, họ có thể là chèo thuyền. Và bây giờ đội tuyển Anh là câu cá. Và tôi nghĩ rằng là trong cái hành trang của Phil Foden mang sang nước Đức, ngoài giày dép quần áo cần câu thì có cả cần câu. Bởi vì nếu như không có cần câu đúng của anh ta thì rất khó có thể bắt được một chú cá lớn như vậy. Nào thêm một dữ liệu nữa, kỷ lục của Euro lần này rồi. Tôi nghĩ là chưa có một cầu thủ nào dự Euro câu được 4 con cá. Nhỏ hơn còn chưa có chứ đừng nói là bây giờ Phil Foden là người đầu tiên. Mở rộng câu chuyện ra một chút về không khí trong khu huấn luyện, bởi vì thực ra đó mới là chủ đích khi mà tôi gợi sang câu chuyện này. Bởi vì khu huấn luyện của đội tuyển Anh tại Euro lần này là một trong những khu huấn luyện sang trọng nhất ở gần một sân gôn. Và người dân ở đó bắt đầu mong muốn đội tuyển Anh bị loại sớm. Đấy là một điều thực sự xảy ra, báo chí cũng chia sẻ việc đấy. Bởi vì là các cái thành viên của hội đồng của câu lạc bộ gôn ở đấy vẫn được thi đấu. Nhưng chỉ đến thi đấu đến lỗ thứ 16 gì đấy thôi. Hai hố cuối cùng trên sân gôn 18 hố này không được thi đấu. Tôi cũng không hiểu luật gôn lắm để hiểu điều đó như thế nào. Nhưng đối với họ, đấy là một điều vô cùng khó chịu. Và họ đã mong được thôi, sớm sớm để tôi có thể quay trở lại bình thường. Vâng, thứ nhất là câu chuyện về Phil Foden thì anh ta đã mang cần câu, anh ta đã câu được cá. Nhưng anh ta lại quên mất cần câu bàn thắng của mình. Cái cần câu bàn thắng vốn đã được anh ta thực hiện rất là hiệu quả, câu rất là thành công tại giải Ngoại hạng Anh, thậm chí là cái Champions League với Manchester City. Thì anh ta đã ít nhất là quên nó cho đến lúc này. Và tất nhiên báo chí Anh đưa như vậy, nó không chỉ là hình ảnh thư giãn, nó không chỉ là câu chuyện để nhắc nhở rằng Phil Foden nếu như gạt qua cái gọi là hội chứng nhân vật chính của mình, biết đâu anh ấy sẽ trở lại và ghi bàn thắng. Và nó cũng chỉ là câu chuyện của nhiều cầu thủ Anh khác thôi. Còn câu chuyện về những gì liên quan đến sân gôn như anh Khánh đề cập thì tôi cũng biết rồi. Đấy là chúng ta ở bên châu Âu thì mọi thứ đều rất là rõ ràng.
mọi thứ đều rất rõ ràng. Ai có công việc của người đấy, ai có đam mê của người đấy. Tất nhiên là cả thế giới, cả châu Âu họ đang đổ về Đức để xem Euro đấy. Nhưng cũng có thể là đấy là câu chuyện của hàng xóm. Còn việc của tôi là tôi vẫn đang làm việc của tôi. Không có nghĩa tất cả đều hòa với cái bầu không khí đấy. Còn nếu như nhấn mạnh về việc là mong một đội tuyển Anh vô địch thì cũng có thể là anh chàng golfer nào đấy lại là fan của đội tuyển Đức thì sao? Chuyện bình thường mà. Với tôi thì tôi nghĩ rằng cái kỹ năng của một người đi câu ấy, với lại một người đi săn bàn ấy, kiên nó nhẫn. Cũng khá là giống nhau. Cái sự kiên nhẫn, sự chờ đợi khi mà cái con mồi, con cá nó phải đúng vào cái thời điểm mà cái móc câu của nó phải... Đây là thông điệp Trang, đây là thông điệp. Và đây là tôi nghĩ rằng đây là cách để Phil Foden có thể anh ấy tĩnh lại một chút. Đi câu cũng là một cách để anh ấy có thể thư giãn và một ý tưởng hay để anh ấy relax một chút để có thể tìm lại cái cảm giác săn bàn của mình, để cảm giác chờ đợi cơ hội để chớp lấy cơ hội của mình. Và tôi nghĩ rằng đây là cái cách giải trí rất là phù hợp ở thời điểm này. Nếu như tôi không nhầm là khi chúng ta ngồi trường quay trong giai đoạn vừa rồi thì anh Đức đang ngồi bên cần câu. Nói rất là chuẩn ạ. Thực ra biết đâu đấy đây là một thông điệp, đây là một thông điệp kiểu như là các cổ động viên Anh hãy kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn. Nhưng mà có một điều khá là hay trước khi chúng ta chuyển sang câu chuyện cũng vẫn ở trong khu huấn luyện, bởi vì điều này vô cùng quan trọng. Thì tôi muốn nói rằng là khán giả ở trên kênh YouTube VTV Thể thao đang theo dõi vào lúc này, có người bình luận là con cá này mà om dưa thì gọi là tuyệt vời luôn. Tức là trong gọi là cải thiện luôn cả trong cả đội bóng luôn, mà trong thực đơn là được phép, món cá là được phép. Thực ra trong khu huấn luyện có một những câu chuyện khá là hay trước khi Euro này diễn ra. Đội tuyển Tây Ban Nha thì quản lý cực kỳ chặt chẽ về menu đồ ăn ở cho các cầu thủ. Nhưng một trong những đội tuyển mà bị kêu ca nhiều nhất về kỷ luật đấy chính là đội tuyển Italia. Có 4 điều luật mới được đưa ra mà ông Spalletti đã đưa ra. Trong đấy có việc không được đeo tai nghe khi tất cả các đồng đội đang ở xung quanh. Mà điều này đối với cả các cầu thủ châu Âu ở lứa tuổi trẻ nghe nhạc suốt ngày thì cực kỳ là khó chịu luôn. Không được mang PlayStation đi và cấm luôn toàn bộ các thể loại mà gọi là chơi điện tử khác cũng không luôn. Và thêm một cái nữa cũng là rất là khó chịu, đấy là không được cầm điện thoại cá nhân khi đang massage, mà các cầu thủ sẽ massage rất nhiều, thư giãn rất nhiều. Và điều này khiến cho tôi đặt ra chủ đề này lên bàn để bàn chuyện, bởi vì là hai đội tuyển vô địch những giải lớn nhất gần đây, thậm chí kể cả Italia nữa, thì không khí trong đội tuyển cực kỳ hữu hảo như một gia đình, không có kỷ luật quá nhiều. Và báo Italia nói rằng là này ông Spalletti, có ai nhắc cho ông rằng là kỷ luật quá chưa bao giờ mang lại. Mọi người đều nhớ Capello rồi đúng không, với đội tuyển Anh 2010. Anh Thuần là người đã ở trong khu huấn luyện nhiều, cũng đi tập trung với đội tuyển nhiều. Ý kiến của anh thế nào về việc là kỷ luật không mang lại thành công? Tất nhiên là trong kỷ luật quá. Vâng, đó là một câu chuyện muôn thuở của các đội tuyển ở mọi cấp độ khác nhau, ở mọi quốc gia khác nhau. Và mỗi một huấn luyện viên người ta cho mình một cái quyền có thể đưa ra một cái điều luật để làm theo như ông ta có thể làm tốt nhất cho đội bóng của mình. Việc mà chúng ta vẫn thường thấy câu chuyện đó là đội tuyển Argentina nghiêm cấm Ronaldo để tóc dài. Hồi đấy là tất cả các cầu thủ để tóc dài đều không được hết. Vâng, anh ta phải cắt tóc ngắn thì mới được ở trong đội tuyển, và anh ta vẫn để tóc dài và chấp nhận việc đó. Đó là một cái điều luật mà người ta cho rằng là ngớ ngẩn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thấy được là ngay kể cả đội tuyển Việt Nam cũng vậy thôi, cũng có những điều luật rất cơ bản. Anh đã từng trải qua điều luật nào đó mà anh cảm thấy khó chịu nhất? Không, tôi xem việc đó là bình thường. Xuống phòng ăn không được cầm điện thoại di động. Bây giờ vẫn thế. Và đó là một sự tập trung nhất định. Và chúng ta biết rằng là nếu như mà mọi người đang ăn mà cứ cầm cái điện thoại, mà xong thỉnh thoảng có nhắn tin, xong lại cầm nhắn tin, nó làm cho cái không khí của buổi ăn nó thật sự không tốt. Nó không phải là một không khí của một gia đình. Và chúng ta biết rằng một cái hình ảnh rất là quen thuộc, các cầu thủ xuống máy bay, đi lên máy bay, xuống xe bus đeo một cái tai nghe, đúng không? Có thể là bây giờ không được nữa, đội tuyển Italia có thể là tai to, chủ yếu là nghe nhạc thôi, nhưng ai biết đó là nghe nhạc hay là nói chuyện, cần phải giao lưu với nhau nhiều hơn nữa. Hai bình luận viên của chúng ta thấy sao? Thực ra thì nếu như mà chúng ta hiểu hết được cái ý nghĩa của ông Spalletti thì tôi nghĩ rằng đó không phải là một cái quy định gì nó quá hà khắc. Thứ nhất là ông không cho dùng tai nghe bởi vì ông muốn các cầu thủ cần phải tương tác với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn để tăng cái tình đoàn kết. Còn với cái việc mà chơi PlayStation thì tôi nghĩ rằng nói là ông ấy là không phải là cấm hoàn toàn, mà có thể chơi ở những khu vực public, tức là những khu vực chơi chung, không các cầu thủ không được mang theo PlayStation để chơi ở phòng riêng, bởi vì ông sợ là họ sẽ chơi đến sáng thì ngày hôm sau thi đấu thì chắc chắn là cái điều đó không tốt cho sức khỏe. Nên tôi nghĩ rằng cái việc mà ông đưa ra những quy định như vậy với cái mục đích tốt
để giúp cho các cầu thủ có được cái trạng thái thể lực và tinh thần tốt hơn thì tôi nghĩ rằng đó là cái điều hoàn toàn tốt, và tôi nghĩ rằng các cầu thủ họ cũng không cảm thấy khó chịu khi mà một huấn luyện viên muốn mong điều tốt đẹp cho mình như vậy. Để xem đội tuyển Italia năm nay như thế nào, đặc biệt là hôm nay như thế nào, anh Cương thấy sao? Câu chuyện ở đây suy cho cùng vẫn là kết quả. Chúng ta vẫn thấy là Musiala vẫn chơi PlayStation cùng với đội tuyển Đức, và anh ta vẫn copy những quả trên PlayStation ra sân thật. Đấy mới là điều tạo cảm hứng. Chúng ta vẫn thấy Yaman làm bài tập về nhà và vẫn chơi PlayStation. Với những hình ảnh chúng ta thấy vẫn có những hình ảnh đấy. Suy cho cùng thì cuối cùng vẫn là kết quả. Cuối cùng vẫn là kết quả thi đấu. Khi mà kết quả không tốt thì báo chí, truyền thông, các chuyên gia, cựu cầu thủ, huấn luyện viên bắt đầu vào cuộc và đánh giá A, đánh giá B, đánh giá C. Tôi cho rằng mỗi một huấn luyện viên trong nội bộ của họ là người hiểu nhất mọi vấn đề. Và đôi khi những cái điều đấy cũng đồng hành với nhiều yếu tố khác, nhiều khi cả là yếu tố may mắn nữa. Nếu mọi chuyện thuận lợi, những gì bạn làm là best, là công thức, là chuẩn mực, vân vân và vân vân. Tôi cho rằng cuối cùng câu chuyện vẫn là kết quả mà thôi. Tôi sẽ chấm dứt câu chuyện bên lề ở đây để chúng ta bắt đầu chuyển sang bàn chuyên môn. Một câu cuối cùng thôi là Andrea Pirlo trước trận chung kết World Cup 2006. Tôi chả biết làm gì cả, tôi chơi PlayStation. Không biết là chơi PlayStation hay một cái kiểu gì đó, FIFA cái gì đó vào thời điểm đó. Và buổi tối tôi ra sân giành cúp, chả có gì có sức ép cả. Còn bây giờ thưa quý vị, trong những ngày qua thì phóng viên của chúng tôi đã được phép vào sân trước trận đấu, trước cả tất cả các cổ động viên. Và có một câu chuyện khá là hay bên lề của Euro năm nay về cách mà các cổ động viên đội tuyển Đức chuẩn bị cho trận đấu của mình như thế nào. Hãy cùng xem phóng sự của nhóm phóng viên Tiến Dũng và Anh Quân thực hiện. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta xem các trận đấu bóng đá quốc tế qua TV thì tự hỏi tại sao mà người ta lại có thể xếp những khu vực chuyên nghiệp như vậy, xếp thành hình cờ rồi thành những cái hình mà theo ý muốn của mình, thì đây là câu trả lời. Chúng tôi đã có mặt ở sân bóng này trước 5 giờ đồng hồ trước khi trận đấu diễn ra. Và đây là một khu vực của các cổ động viên đội tuyển Đức. Trước khi mà trận đấu diễn ra nhiều giờ đồng hồ thì đã có một lực lượng lớn các cổ động viên mang những lá cờ đến đây và xếp sẵn ở trên các ghế ngồi này một cách rất có trật tự theo các màu cờ của đội tuyển Đức: đen, đỏ, vàng, theo từng dãy một suốt một hàng dài như thế này của một khu vực khán đài mà các cổ động viên Đức sẽ ngồi để cổ vũ đội tuyển của mình. Khi trận đấu diễn ra thì chúng ta chứng kiến những hình ảnh phải nói là cực kỳ sống động, cực kỳ là ấn tượng từ phía góc khán đài của các cổ động viên của đội tuyển Đức. Vâng, đó là cách mà các cổ động viên Đức đã chuẩn bị cho trận đấu của mình, và chúng ta xem những hình ảnh đẹp, chúng ta biết là người ta chuẩn bị như thế nào cũng là một điều khá là thú vị. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ muốn nhìn thấy nhiều hơn ngay vào lúc này, đấy là cục diện của các nhánh đấu, các khả năng có thể xảy ra. Và tôi xin mời bình luận viên Biên Cương, chắc chắn là điều này anh đã chuẩn bị rồi và tôi không phải làm thay điều đó cho anh nữa. Vâng, tôi nghĩ rằng bảng B, với bảng B như hiện tại thì chúng ta đều biết rồi, Tây Ban Nha đã chắc chắn có được ngôi đầu. Họ vừa có thành tích 6 điểm và cũng lại thắng trong những cuộc đối đầu với những đối thủ cạnh tranh với họ. Cho nên rằng lúc này mọi sự thú vị đang ở phía trước. Chúng ta cũng thấy là một đội tuyển Đức như lúc này chúng ta đang thấy về nhánh đấu, đúng không? Chúng ta đang thấy một đội tuyển Đức ngày hôm qua cũng khá là vất vả để có trận hòa cho đội tuyển Thụy Sĩ. Nhưng điều mà có một chút gì đấy lo lắng đến giờ đấy là đội tuyển Đức có thể sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Với Tây Ban Nha, và đó với tất cả chúng ta nó chẳng khác gì một trận chung kết sớm cả. Thế nhưng đội tuyển Đức đã chiến đấu cho ngôi đầu. Tôi nghĩ rằng đấy là một điều rất là đặc biệt của họ. Và cũng giống như Nagel Julian Skaman đã nói đi là chả có gì phải thay đổi đội hình cả. Tôi nghĩ rằng đã bước vào một trận đấu, ngay cả trận đấu này chúng tôi đối đầu với Thụy Sĩ và chúng tôi đã giành quyền đi tiếp thì cũng không lý do gì để thay đổi đội hình. Và kết quả là Jonathan Hanta sẽ vắng mặt ở trận sau, nhưng ông ta cũng đã sẵn sàng cho kịch bản đấy. Tôi cho rằng mỗi người một quan điểm, nhưng việc sẵn sàng đối đầu với mọi thách thức ngay từ những vòng đấu sớm hơn trận chung kết cũng là cách để các cầu thủ họ có thể xây dựng đủ cái bản lĩnh và chất của mình để hướng tới ngôi vô địch. Trước sau gì chả phải gặp đối thủ mạnh, đúng không? Và ngày hôm nay thì Italia rất mong muốn có vị trí thứ hai, bởi vì đầu bây giờ là không kịp nữa rồi. Mà chúng ta đều biết, nếu mà khán giả nào còn đang phân vân thì tôi cũng xin phép thay mặt các bình luận viên nhắc lại luôn là năm nay chỉ số đối đầu là chỉ số được xét tới đầu tiên trong việc quyết định ngôi thứ. Thế nên là Tây Ban Nha là đương nhiên là đứng đầu rồi, nhất bảng rồi. Và bây giờ chỉ còn vị trí thứ hai. Mà vị trí thứ hai thì sẽ gặp Thụy Sĩ, Italia chắc chắn là mong muốn điều đấy. Nhưng cặp đấu còn lại mới là hay. Tây Ban Nha gặp Albania, Tây Ban Nha nhất bảng chắc chắn rồi. Mọi người có nghĩ rằng là ngày hôm nay, thực ra không phải mọi người có nghĩ mà bây giờ đã có đội hình rồi, anh Đức có thể chia sẻ với chúng tôi hôm nay có ra đội hình mạnh nhất không ạ?
Vâng, hôm nay thì ý anh là muốn hỏi trận đội hình Tây Ban Nha. Tây Ban Nha có cho cầu thủ dự bị ra không? Có cho Lamine Yamal ra không? Đấy là điều mà chúng tôi rất mong muốn biết vào thời điểm này, có ai có đội hình rồi. Nếu như mà tôi nhìn không nhầm thì đội tuyển Tây Ban Nha ngày hôm nay chỉ giữ lại một người duy nhất đã đá chính cho đội tuyển Italia, đó là Laporte, còn lại là thay hết. Vâng. Còn lại là thay hết. Trong đó thì người đá cao nhất trên hàng công Hosilu cũng rất là chất lượng đúng không? Ferran Torres, Oyarzabal là những cầu thủ đá biên, Olmo, Merino và Ruben Mendy là những người đá ở tuyến giữa. Trong khi đó thì Ginaldo, Jesus Navas, những người đá biên và Vivian đá với Laporte. Raya ngày hôm nay cũng được bắt chỉnh, David Raya của Arsenal đấy ạ. Hơi xin lỗi anh Đức và xin lỗi quý vị khán giả một chút, bởi vì thực ra hai bình luận viên ngồi trên trường quay của chúng tôi ngày hôm nay là những người sẽ bình luận trận Croatia gặp Italia. Hai bình luận viên khác sẽ bình luận trận kia, và anh Cương vừa mới đọc kết quả từ trên mạng Internet và chúng ta cũng đã đoán trước được điều đấy rồi. Và điều này đồng nghĩa với việc Albany hoàn toàn có thể thắng được Tây Ban Nha trong trận đấu ngày hôm nay. Anh Thuần, khả năng đấy vui đúng không? Chính xác là cục diện của bảng đấu này rất thú vị. Tây Ban Nha thì như chúng ta đã biết là chắc chắn có ngôi đầu bảng rồi. Thế nhưng cả ba đội bóng còn lại vẫn có cơ hội đi tiếp với vị trí thứ nhì hoặc thứ ba có thành tích tốt. Nếu như đội tuyển Croatia giành chiến thắng trước đội tuyển Italia thì họ có 4 điểm. Albany nếu giành chiến thắng trước Tây Ban Nha cũng 4 điểm. Cũng có 4 điểm. Đó là điều hết sức thú vị. Và điều này xảy ra thì Ý sẽ bị loại. Ý thì chưa chắc vẫn ngồi 3 điểm. 3 điểm thì vẫn ngồi khấn được. Không, cuối bảng. Ý. Đúng rồi. Đúng. Thế thì đấy là điều rất là tệ hại luôn. Rất là tệ hại. Thế thì nhưng mà điều này thú vị, không hề thú vị với các bảng khác nữa. Bởi vì một bảng đấu mà có một anh 4 điểm là đứng thứ 3 rồi. Vâng. Thì gọi là mất đi một cơ hội cho Hungary, các bảng khác. Ngày hôm qua thi đấu xong vẫn phải ngồi chờ. Vâng, bây giờ... Hôm nay vẫn tiến hành tập luyện và chờ. Và tập luyện không biết là mình có vào được hay không. Phải không. Chờ đến bảng đấu cuối cùng thi đấu thì mới biết là mình 3 điểm có được vào hay không. Thực ra thì họ sinh ra cái thể thức về việc thêm những cái đội này thì chỉ có những nước chủ nhà là lãi thôi. Tiền khách sạn vẫn được duy không trì, không thể cancel được, chưa về đó, và các cái hoạt động chi tiêu của các cổ động viên của các đội bóng vẫn rất là lớn. Hay. Cách làm kinh tế rất hay. Bây giờ thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đặt hàng các phóng viên đang có mặt tại Düsseldorf, nơi diễn ra trận đấu này, là hãy hỏi giúp chúng tôi xem là cổ động viên của Tây Ban Nha và Albany nghĩ thế nào về trận đấu này khi mà trận đấu chưa diễn ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại các phóng viên của chúng tôi đang tác nghiệp tại Đức. Vâng, xin chào anh Cúc Khánh và xin kính chào quý vị. Sát giờ bóng lăn rồi và tất nhiên là chúng ta rất muốn biết là các cổ động viên của hai đội sẽ nghĩ như thế nào về trận đấu này. Họ dự đoán ra sao về trận đấu mà đội tuyển Tây Ban Nha thì không nhất thiết phải thắng, còn Albany buộc phải có 3 điểm để hy vọng giành quyền đi tiếp. Hello. Hello. You are Albany fan? Yes. So how do you think about the game today and what score do you think? I think we're gonna win 1-0. Albania 1-0. Vâng, tôi có hỏi là cổ động viên này dự đoán thế nào về trận đấu này thì anh ta dự đoán là 1-0 cho đội tuyển Albany. Phải nói là các cổ động viên Albany ngày hôm nay thì cũng rất tự tin dù họ phải đối mặt với đội tuyển Tây Ban Nha. And you? I think Albania 2-1 victory. Vâng, 2-1 cho Albany. Tất nhiên rồi, cổ động viên Albany thì họ không thể dự đoán gì khác được nữa, không thể hòa được mà chỉ có thắng thôi. Thua thì tất nhiên cũng không được rồi. Very good for Albania. I would say 2-1, 2-0 for Albania. Vâng, bạn cổ động viên này dự đoán là 2-1 cho đội tuyển Albania trong trận đấu với đối thủ rất mạnh là Tây Ban Nha. And you? How do you think about the game? 3-1. 3 Albania, 1 Spain. Vâng, 3-1 cơ. 3-1 cho đội tuyển Albania. 3-1. I hope Spain wins 2-0. But I think Albania will do a very difficult game and let's see. I don't know. Where are you from? Việt Nam. Cổ động viên này thì dự đoán là sẽ có chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên là Albania thì có thể gây ra một trận đấu rất là khó khăn cho đội tuyển Tây Ban Nha ở trận đấu ngày hôm nay. 3-1. Yeah. And who's scoring for Spain? Damian. Who else? Oh. I don't know. And 2 own goals from Albania. Yeah. Còn các cổ động viên này của Tây Ban Nha thì dự đoán là chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Chiến thắng 3-1 và trong đó Tây Ban Nha ghi một bàn và có hai bàn phản lưới nhà của đội tuyển Albania. Không tin được.
Vâng, thưa quý vị, rất nhanh thôi. Thực ra thì tôi có đặt hàng là mọi người có thể hỏi xem là trận đấu sẽ diễn ra như thế nào thì mình sẽ thú vị hơn. Thế nhưng mà tất cả mọi người đều tập trung vào tỷ số xem, và thậm chí nghĩ ra cả cái kịch bản là đá phản lưới nhà. Thế bây giờ đành phải quay trở lại trường quay để hỏi các bình luận viên xem là trận đấu sắp tới mọi người sẽ nghĩ mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào. Anh Tuấn Đức, Italia gặp Croatia, anh sẽ nghĩ thế trận 45 phút đầu tiên, ít nhất là 45 phút đầu tiên chúng ta được xem điều gì? Tôi nghĩ rằng tại Euro năm nay thì hầu hết các đội bóng đều chọn cái lối chơi kiểm soát bóng, và hai đội bóng ngày hôm nay cũng là hai đội bóng mà chọn cái lối chơi điển hình như vậy. Nên tôi nghĩ rằng hiệp 1 họ sẽ chơi pressing, còn Croatia có thể họ đang rất cần chiến thắng, nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ đá thận trọng trước Italia. Italia một đội bóng trẻ trung hơn, đội đương kim vô địch, tôi nghĩ rằng họ sẽ chơi tấn công trước Croatia. Anh Thuần thì nghĩ sao ạ? Hôm nay có thể sẽ là lần cuối cùng chúng ta được thấy Luka Modric ở một giải đấu lớn. Chính xác là như vậy, nhưng rõ ràng là đội tuyển Croatia là một trong những đội tuyển lớn tuổi ở Euro lần này. Và tôi đã xem qua đội hình, vẫn là những cầu thủ lớn tuổi ở khu vực hàng tiền vệ, vẫn là Luka Modric, vẫn là Kovacic và Brozovic. Và với một cái cường độ chơi như vậy thì không cho phép họ chơi pressing đối phương. Và tôi nghĩ rằng là họ rất muốn thắng đấy, nhưng họ cần phải biết kiên nhẫn và chờ thời cơ. Tôi nghĩ rằng sẽ là một thế trận rình rập của Croatia trước đội tuyển Italia. Anh Cương, nhận định cuối cùng. Nếu như chúng ta theo dõi hiệp 1 trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha thì chúng ta thấy một cái gì đấy là bóng dáng của Catenaccio mà Italia đã chơi trước Tây Ban Nha. Dù họ chịu đựng rất là nhiều nhưng họ đã phòng thủ rất là hay ngày hôm đó. Nhưng dù họ đã thất bại trong hiệp đấu thứ hai thì tôi vẫn cho rằng ý khi cần chơi họ vẫn chơi phòng ngự tuyệt vời. Và hôm nay thì họ sẽ phòng ngự tuyệt vời bởi vì họ chỉ cần một điểm và chắc chắn đi tiếp mà. Cho nên chúng ta sẽ thấy điều đó. Thực tế thì Croatia vẫn có nhiều những lão tướng nhưng cũng có sự trẻ trung. Ở hai biên là những cầu thủ thậm chí có người là 21 tuổi. Và tôi nghĩ rằng sẽ là một trận tấn công và một trận thế trận phòng ngự công thủ sẽ tạo nên một không khí rất hay. Cảm ơn tất cả các vị khách mời của tôi. Còn báo Italia thì ngay từ trước trận đấu này đã nói rằng hòa là đủ rồi các bạn ơi. Và họ có một điều quan trọng nữa, Croatia không phải là Tây Ban Nha, họ không thể nào đổ ào ạt lên người chúng ta như trận đấu trước được, nên là hãy tự tin lên quý vị khán giả.